Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Câu chuyện hội nhập được phát sóng trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện, Luật Thể dục thể thao đã có nhiều tác động tích cực và hiệu quả đến đời sống kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước cũng như sự phát triển của ngành thể dục thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, qua nhiều năm thì bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số quy định của luật đã không còn phù hợp với tình hình hiện nay và trước thực tế đó, một dự thảo luật thể dục thể thao sửa đổi đã được trình Quốc hội và chính thức được thông qua vào trung tuần tháng 6 năm nay. Trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được đề cập rõ hơn về những thay đổi này và xin được trân trọng giới thiệu đồng hành với chúng ta sẽ là luật sư Nguyễn Thanh Hà đến từ công ty luật SB Law. Xin chào luật sư Nguyễn Thanh Hà và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và sau đây như thường lệ mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện. Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2018, với tỷ lệ 93,84% phiếu tán thành, Luật thể dục thể thao sửa đổi đã chính thức được Quốc hội bấm nút thông qua. Luật thể dục thể thao sửa đổi bổ sung nhiều quy định về thể dục thể thao quần chúng, giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường, thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp, cơ sở thể thao, đất đai dành cho thể dục thể thao. Đặc biệt, thông qua luật thể dục thể thao sửa đổi đã chính thức hợp pháp hóa đặt cược thể thao. cái quy phạm pháp luật vào đó nên bổ sung cái uh, quy định về cá cược trong thể thao bởi vì là khi mà có đưa vào cái quy định trong luật ấy thì cũng mới điều chỉnh được thì cũng mới là ngăn ngăn chặn được những cái biến tướng nó quá đà càng cấm thì các hoạt động ngầm nó vẫn diễn ra vẫn tồn tại trong xã hội vì vậy nên trang nhà nước mình phải đưa vào các cái quy định của dự vào dự thảo của luật để đưa vào luật thể dục thể thao để quản lý tốt hơn về cái lĩnh vực này Và hai nữa là cũng đem về cho nguồn uh, nguồn thu ngân sách một cái khoản thuế đáng kể Như vừa rồi đấy, cá cược bóng đá, rồi thì là lô đề Rồi thì là trọi trâu, trọi gà Thì đã sinh ra cái việc ăn thua Và từ ăn thua đấy là không trồng phẳng Rồi thì sốc ép xảy ra cái chuyện rất là lộn xộn trong xã hội Và thậm chí có những án mạng đã xảy ra Còn nếu mình được luật hóa và đưa vào tổ chức Thì đảm bảo trật tự trang Hai nữa là đưa tất cả những cái việc đó vào trong một cái lộ trình và đồng thời cũng lại bảo vệ cho những người được tham gia vào đây chơi theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi được Quốc hội thông qua, Luật Thể dục Thể thao sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thưa luật sư Nguyễn Thanh Hà, để phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội và hòa nhập với nền thể thao thế giới thì luật thể dục thể thao sửa đổi đã có nhiều điều chỉnh. Ông có thể phân tích cụ thể những nội dung thay đổi trọng điểm ở luật này là gì ạ? Thì trong cái luật thể thao sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 thì trong cái luật đó thì có một số các cái quy định mà được các cái đại biểu quốc hội cũng như là ban soạn thảo bàn thảo nhiều, tôi lấy ví dụ như thế này, ví dụ như là có bàn thảo về cái việc là có lên bắt buộc là các cái trường trong cái hệ hệ đào tạo của chúng ta ấy, là phải có bể bơi và đưa môn bơi bơi là một môn bắt buộc hay không, thì sau cái quá trình sau cái quá trình sau cái quá trình thảo luận thì thấy là cái điều kiện kinh tế xã hội của chúng ta chưa đáp ứng được cái điều kiện đó. Thế vì vậy mà mới chỉ đưa bơi, bơi lội là một cái gọi là khuyến khích, thế còn chưa đưa vào uh, bắt buộc là một cái môn học bắt buộc uh, bởi vì cái điều kiện cơ sở vật chất của các trường của chúng ta hiện nay chưa đáp ứng. Uh, thông qua bên cạnh đó thì trong cái luật uh, thể thao sửa đổi uh, cũng đã khắc phục được một số các cái bất cập của cái luật cũ. Ở trong đó thì có quy định về các cái hướng phát triển thể dục thể thao và điều chỉnh các cái lĩnh vực mới mà đã phát sinh ở trong đời sống xã hội tuy nhiên thì trong cái luật thể dục thể thao chúng ta lại chưa điều chỉnh tôi nêu cái ví dụ cụ thể ở đây chúng ta biết là trong năm 2016 và 17 thì chính phủ đã ban hành cái nghị định về cho thí điểm về cá cược đua chó đua ngựa và cá cược về bóng đá quốc tế và cho phép là các cái doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia được kinh doanh trong cái lĩnh vực kinh doanh có điều kiện này tuy nhiên thì trong cái luật thể dục thể thao là cái luật mà cao hơn so với nghị định thì chúng ta lại chưa có cái quy định đó thế vì vậy mà trong cái dự thảo cũng như là trong cái luật chính thức được thông qua thì đã chính thức đưa cái cá cược thể thao là một cái nội dung mà doanh nghiệp được phép tham gia uh, và chịu sự quản lý của nhà nước và đây được coi là cái ngành nghề uh, kinh doanh có điều kiện uh, và chính phủ sẽ là uh, cái cơ quan sẽ tiếp tục soạn thảo về các cái môn uh, mà có cá cược và uh, sẽ được doanh nghiệp tham gia thì tôi nghĩ là đây là một cái điểm mà rất là quan trọng có nghĩa là uh, cá cược thể thao đã uh, xảy ra trên thực tế và chúng ta cũng đã gần đây đã có cái nghị định rồi thì lần này luật chính thức là uh, thể chế hóa và cũng như là luật hóa uh, cái quy định đó và nó sẽ mở ra uh, một cái hành lang pháp lý và dựa vào đó để chúng ta các cái cơ quan chức năng có hành lang pháp lý và doanh nghiệp có cái cơ, cơ sở pháp lý để hoạt động và từ đó thì chúng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm để xây dựng được cái ngành cá cược thể thao là một trong những ngành kinh doanh mà có thể là giúp ích cho cái hoạt động phát triển thể thao cũng như là giúp ích cho cái quá trình là chúng ta sẽ quản lý cái hoạt động thể thao là như thế nào bởi vì thế giới thì đã có từ rất là lâu rồi mà hiện nay thì chúng ta mới chính thức là đưa vào luật Vâng, như ông đã chia sẻ thì một trong những điểm mới của luật thể dục thể thao sửa đổi là việc chính thức hợp pháp hóa đặt cược thể thao. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? Ờ, tôi nghĩ là cái việc đặt cược thể thao trong đó thì chúng ta nghĩ chúng ta biết là trong đặt cược thể thao thì cái đặt cược trong lĩnh vực bóng đá là đặc biệt là là rất là phát triển ở các cái quốc gia có cái giải vô địch quốc gia ví dụ như là Anh hoặc là Đức hoặc là Ý và hàng năm thì ngân sách nhà nước cũng thu được từ cái hoạt động cá độ hợp pháp này rất là nhiều tiền và từ đó thì người ta thúc đẩy cái hoạt động an sinh xã hội cũng như là thúc đẩy lại cái hoạt động phát triển thể thao. À, tuy nhiên ở Việt Nam thì có một cái thực tế đó là uh, do chúng ta uh, chưa cung cấp cái dịch vụ này. Thế vì vậy mà hàng năm thì chúng ta biết là chúng ta bị chảy ngoại tệ ra rất nhiều qua cái hoạt động cá độ bất hợp pháp uh, và nhà nước cũng không thu được tiền và bên cạnh đó thì ngoại tệ lại chuyển ra nước ngoài uh, rất là nhiều thế vì vậy mà tôi nghĩ là chúng ta xây dựng cái quy định cho phép là có chấp nhận cá cược thể thao và có cái sự quản lý của nhà nước thì giai đoạn này là một cái giai đoạn mà tôi nghĩ là cũng còn hơi chậm và tuy nhiên thì dù chậm còn hơn không có nghĩa là chúng ta uh, đã, đờ, đã cho phép và vì vậy mà nó sẽ có cơ sở để nhà nước quản lý uh, thứ hai nữa ấy là uh, sự cần thiết của cái việc là chấp nhận cho cá cược thể thao, đó là giúp cho nhà nước có thể sẽ thu được một cái nguồn ngân sách, trong đó cái nguồn ngân sách này lấy từ cái hoạt động đánh thuế cao đối với hoạt động cá cược thể thao và chúng ta sẽ dùng cái ngân sách đó có thể là tái đầu tư vào trong lĩnh vực thể thao thành tích cao hoặc là thể thao phong trào hoặc là chúng ta giải quyết các cái vấn đề an sinh xã hội. Thứ ba nữa đó là đối với lĩnh vực cá cược thể thao là những ngành kỳ hệ kinh doanh Uh, có điều kiện và uh, trong cái quá trình mà tư vấn luật chúng tôi thì chúng tôi biết là có rất nhiều các cái nhà đầu tư trong và ngoài nước có quan tâm đến cái lĩnh vực này Tuy nhiên thì uh, do chúng ta chưa có hành lang pháp lý Thế vì vậy mà nhà đầu tư không thể đầu tư vào lĩnh vực này được Thế vì vậy mà nếu mà chúng ta đã xây dựng được và cho phép thì nó sẽ tạo cơ hội cho những cái nhà đầu tư có cái tiềm năng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này có thể là uh, mở ra những cái uh, lĩnh vực kinh doanh và uh, từ đó thì uh, cũng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và nhà đầu tư cũng thu được lợi từ những cái hoạt động đó uh, và thứ tư nữa là chúng ta có thể kiểm soát được uh, cái hoạt động cá độ một hợp pháp và uh, ngăn cản được những cái hành vi bất hợp pháp uh, ví dụ như là cá độ nó ảnh hưởng đến những cái kết quả uh, trận đấu và nó không trung thực thì trong cái quy định này thì có đề cao cái việc là dự đoán kết quả, kết quả nhưng mà phải dựa trên cơ sở là tinh thần trung thực. Vậy liệu việc hợp thức hóa đặt cực thể thao thì có mang lại những cái mối lo về tình trạng thể thao không lành mạnh hay không thưa ông? tôi nghĩ là ngay cả những cái nhà những cái đơn vị quản lý những cái hoạt động thể thao rất là chuyên nghiệp ví dụ như giải bóng đá ngoài hạng Anh chẳng hạn chúng ta khán giả truyền hình là những người rất là hay thưởng thức thì chúng ta cũng biết là đối với những giải quốc gia vô địch quốc gia lớn như ngoại ngoại Anh hoặc là Syria của Ý hoặc Tây Ban Nha thì người ta cũng chưa thể khẳng định được là loại trừ hết cái việc là có cái hoạt động dàn xếp tỷ số uh, và được điều hành bởi những cái tay cá độ chuyên nghiệp hoặc là những cái tay nhà cái thì tôi nghĩ là uh, cái kỳ vọng mà chúng ta hợp thức hóa cái việc cá độ thể thao uh, với kỳ vọng là chống lại cái hoạt động dàn xếp và móc ngọc tỷ số ở những cái giải đấu về bóng đá hoặc là những môn thể thao khác như tennis hoặc là golf là cái điều mà chúng ta khó khó có thể là 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 chúng ta có thể điều chỉnh được. Mà cái việc này nó chỉ giúp cho cái việc là xây dựng được cái hành lang cá cược một cách hợp pháp và nhà nước có thể thu thuế và nhà nước có thể kiểm soát được. Ở bên cạnh đó thì để chống được lại cái việc là móc ngoặc tỷ số hoặc là uh, có cái cái hành vi là không trung thực thì ngoài cái luật thể dục thể thao này thì chúng ta lại phải có những cái luật khác ví dụ như là quy định của bộ luật hình sự về cái việc là đánh bạc hoặc là tổ chức đánh bạc và chúng ta có các cái biện pháp khác để theo dõi và kiểm soát và giáo dục đạo đức của cầu thủ thì tôi nghĩ là nó phải có một cái số cái biện pháp tổng thể bên cạnh các quy định của luật thể dục thể thao thì chúng ta mới chống được cái lạn gọi là cá độ và bất hợp pháp và có thể ảnh hưởng đến cái kết quả Vâng vậy theo ông thì để những điều khoản sửa đổi của luật thể dục thể thao mới được áp dụng nhanh và thực tế thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện những lộ trình nào? Tôi nghĩ là cái khó nhất của Việt Nam hiện nay ấy là chúng ta xây dựng được luật và luật thì thường giao cho chính phủ sẽ là cái cơ quan mà hướng dẫn thi hành những cái điều khoản đó. thì trong cái luật thể dục thể thao có quy định là hợp thức hóa cá cược thể thao là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện và đề nghị chính phủ là sẽ ban hành cái danh mục những cái môn thể thao nào mà được cá cược và cái mức cá cược là bao nhiêu rồi cái điều kiện của nhà đầu tư khi mà tham gia trong cái lĩnh vực kinh doanh này thì để được cái quy định này cũng như là các quy định khác của luật uh, thể thao sửa đổi mà được đưa vào thực tế thì tôi nghĩ là trước khi luật có hiệu lực thì chính phủ cũng phải ban hành được cái nghị định để hướng dẫn thi hành và từ cái nghị định hướng dẫn thi hành đấy thì mới đưa được cái quy định của luật vào thực tế bởi vì chúng ta biết là hiện nay chính phủ mới chỉ ban hành được một cái nghị định đó là nghị định về cá cược ngựa và chó và bóng đá quốc tế thôi thì chúng ta biết là thể thao nó còn nhiều các cái môn khác ví dụ như là tennis điền kinh hoặc là bóng truyền bóng rổ thì những cái đấy thì cũng có cái hoạt động cá cược tuy nhiên thì hiện nay chính phủ chúng ta chưa chưa đưa ra được cái nghị định thì tôi hy vọng là cái nghị định nó phải được ban hành khi mà luật có hiệu lực và là cơ sở để cho các cái nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này và cơ sở để cho các cơ quan chức năng biết được các cái chức năng cái nhiệm vụ của mình trong cái việc quản lý cái hoạt động cá cược thể thao. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ là cái sự tuyên truyền và sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng đặc biệt là của các cơ quan quản lý về hoạt động thể dục thể thao cũng rất là quan trọng để làm sao mà uh, tuyên truyền để uh, từng cái người vận động viên uh, những cái người mà làm trong công tác quản lý thể thao và người dân uh, được biết thì uh, uh, luật nó sẽ đi vào cuộc sống vâng xin cảm ơn ông Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm áp dụng và đi vào cuộc sống, luật thể dục thể thao đã bộc lộ nhiều điều cần phải điều chỉnh và bổ sung để phù hợp với thực tiễn cũng như xu thế phát triển của thể dục thể thao. Việc thông qua luật thể dục thể thao sửa đổi được các chuyên gia nhận định là sẽ có tác dụng to lớn trong việc làm xương sống cho cả hệ thống thể dục thể thao của nước nhà phát triển về mọi mặt đến đây thì chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại một lần nữa xin cảm ơn luật sư nguyễn thanh hà đã tham gia chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại